Cuộc tấn công tàn bạo của cơn bão mùa đông đang nhắm vào Hoa Kỳ tiếp tục khi một cơn bão tuyết hoành hành trên khắp đất nước tấn công một số khu vực ở miền Nam và miền Trung Hoa Kỳ, càng quét qua 26 bang, khiến hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy, hàng triệu người Mỹ đang chìm trong bóng tối, phải chịu cảnh mất điện, mất nước trong thời tiết lạnh giá kỷ lục, đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây ra hàng loạt cái chết rất thương tâm. Cơn bão mùa đông làm tê liệt phần lớn nước Mỹ, kéo theo nhiệt độ đóng băng và tuyết rơi chưa từng có như vậy trong nhiều thập kỷ. Tỷ lệ mất điện, mất nước áp đảo xảy ra phần lớn ở Texas, nơi vẫn nằm trong diện ban bố tình trạng khẩn cấp của liên bang, do bang này phải chịu gánh nặng của thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ đóng băng. Theo dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, hơn 100 triệu người Mỹ đang ở trong đường đi của cơn bão, đối mặt dưới một số loại cảnh báo bão mùa đông. Và hàng trăm mức nhiệt độ thấp kỷ lục hàng ngày sẽ bị phá vỡ, thấp nhất mọi thời đại. Đây là một tình huống khẩn cấp nghiêm trọng, đường đi sẽ không an toàn. Do đó, mọi người cần phải hết sức cẩn thận khi lái xe trên đường băng tuyết và cần phải chuẩn bị một số vật dụng để giữ ấm hơn nữa, vì có thể sẽ bị mất điện nhiều hơn, đe dọa khả năng sưởi ấm nhà của mọi người trong bối cảnh nhiệt độ lạnh kỷ lục. Và nhớ nước phải đun sôi trước khi uống. Tính đến thời điểm hiện tại, hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021, đã có ít nhất 56 người được cho là đã chết trong các tai nạn liên quan đến thời tiết khắc nghiệt này, kể từ khi nhiệt độ băng giá bao trùm phần lớn đất nước Hoa Kỳ, gây ra nhiều cái chết rất thương tâm. Trong đó có hai cái chết của một gia đình người Việt tại khu vực Houston, Texas, vì không chịu nổi cái lạnh do cúp điện nên phải vào một chiếc xe đậu ở trong gara, nổ máy lên để sưởi ấm. Nhưng không ngờ người vợ và một đứa con đã chết do ngộp thở của khí carbon monoxide từ khói xe trong gara của họ. Và thảm khốc hơn nữa là cách đây vài ngày, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cũng liên quan đến thời tiết, với hơn 130 phương tiện dồn đóng chồng chất lên nhau trên đường liên bang băng giá ở Texas, khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong bối cảnh cơn bão mùa đông làm rơi mưa đá và tuyết rơi trên các vùng của Hoa Kỳ, kéo theo nhiệt độ lạnh như băng, thấp nhất kỷ lục, khiến cho người dân phải kiệt sức vì đối phó với cái lạnh buốt giá, chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt này. Trận bão mùa đông hoành hành và không ngừng xé toạc miền Nam và miền Trung nước Mỹ đã khiến cho hơn 3,4 triệu người Mỹ phải chìm trong bóng tối. Trong đó hơn 2,6 triệu là ở Texas, nơi nhiệt độ đóng băng và nhu cầu nhiệt cao, gây ra tình trạng mất điện, mất nước, mang lại nhiều tang thương. Hàng triệu người dân Texas phải vật lộn với hậu quả của cơn bão mùa đông chết người, khiến một số cư dân đã không có điện trong nhiều ngày liên tiếp. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây ra hàng loạt cái chết rất thương tâm của ít nhất 59 người, với số người thiệt mạng ngày càng tăng khi cố gắng giữ ấm. Bao gồm 3 người được tìm thấy đã chết sau khi một cơn lốc xoáy ập vào một thị trấn ven biển ở Bắc Carolina, và cái chết của 4 thành viên trong một gia đình, gồm 3 đứa trẻ nhỏ và bà của chúng, đã chết trong vụ cháy nhà ở khu vực Houston, Texas, khi đang sử dụng lò sưởi để giữ ấm. Đồng thời, có 2 mẹ con là người Việt cũng ở tại Houston, Texas, cũng đã chết vì ngộp thở do khói từ xe của họ trong gara. 2 người đàn ông đã chết được tìm thấy dọc theo các con đường trong khu vực Houston vì nhiệt độ hạ lạnh. Một cậu bé 10 tuổi ở miền Tây Tennessee đã chết sau khi rơi xuống một cái ao phủ đầy băng vào Chủ nhật. Ít nhất 13 trẻ em đã được điều trị vì ngộ độc khí carbon monoxide tại Trung tâm Y tế Trẻ em Cook ở Fort Worth.
Các quan chức cảnh báo rằng các gia đình không nên áp dụng các biện pháp cực đoan để sưởi ấm ngôi nhà của họ bằng dầu diesel động cơ và máy phát điện, lò ga và mặt bếp để khỏi phải dẫn đến những hậu quả khó lường. Những trường hợp tử vong khác liên quan đến các vụ va chạm trên những con đường băng giá, trong đó có hai người bị trượt khỏi đường và lật nhào trên đường ở Kentucky hôm Chủ nhật. Một người đàn ông ở Mississippi cũng đã chết sau khi mất kiểm soát chiếc xe của mình. Chiếc xe bị lật trên một con đường băng giá vào đêm thứ hai, theo cảnh sát bang cho biết. Một số lượng lớn các vụ đóng cửa đã xảy ra ở Texas, nơi cơn bão mùa đông đặc biệt nghiêm trọng đến cư dân tại Texas. Hơn 2,8 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh vẫn không có điện. Hơn 500 cửa hàng Walmart đã đóng cửa giữa Texas và Kentucky do hậu quả của cơn bão vì sự an toàn cho khách hàng. Các công ty tiện ích từ Minnesota đến Texas và Mississippi đã thực hiện việc cắt điện theo chu kỳ để giảm bớt gánh nặng cho các lưới điện đang căng thẳng để đáp ứng nhu cầu cực cao về nhiệt và điện khi nhiệt độ thấp kỷ lục được báo cáo từ thành phố này sang thành phố khác. Các cơn bão và thời tiết lạnh giá đã khiến hơn 130.000 người mất điện ở Kentucky, Virginia vào đầu ngày thứ Sáu và hơn 90.000 người không có điện ở Mississippi. Ở Oregon, 68.000 người vẫn đang phải chịu đựng sự cố mất điện kéo dài một tuần sau một trận bão tuyết lớn. Thống đốc bang Texas Greg Abbott hôm thứ Hai cho biết vệ binh quốc gia của bang đã được triển khai để tiến hành kiểm tra phúc lợi và giúp đưa người dân đến một trong 135 trung tâm sưởi ấm được thành lập trên toàn bang. Ông Abbott cho biết cái lạnh khắc nghiệt trên khắp bang đã khiến một số công ty điện lực không thể sản xuất điện từ than, khí đốt tự nhiên và gió vì nhiệt độ đóng băng. Thống đốc Abbott còn cảnh báo cư dân tiểu bang rằng nhiệt độ vẫn dưới mức đóng băng trên toàn tiểu bang và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Người dân có thể sẽ phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và thiếu nước trong những ngày tới. Thêm vào tình trạng khốn khổ của bang, thời tiết gây nguy hiểm cho các hệ thống nước uống. Các nhà chức trách đã ra lệnh cho 7 triệu người, 1/4 dân số của bang lớn thứ hai quốc gia, đun sôi nước máy trước khi uống. Sau khi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục làm hư hỏng cơ sở hạ tầng và đường ống. Các nhân viên cứu hỏa cũng đang chiến đấu với một đám cháy lớn tại một khu chung cư ở khu vực San Antonio vào đêm thứ Năm đã bị cản trở bởi các vòi chữa cháy đóng băng. Các quan chức khẩn cấp liên bang đã gửi máy phát điện đến hỗ trợ các nhà máy xử lý nước, bệnh viện và viện dưỡng lão ở Texas cùng với hàng nghìn chiếc chăn mền và bữa ăn sẵn, các quan chức cho biết. Theo Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas, tính đến chiều thứ Năm, hơn 1.000 hệ thống nước công cộng của Texas và 177 trong số 254 quận của tiểu bang đã báo cáo sự gián đoạn hoạt động liên quan đến thời tiết, ảnh hưởng đến hơn 14 triệu người. Khoảng 260.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở quận lớn nhất Tennessee, trong đó có Memphis, được yêu cầu đun sôi nước sau khi nhiệt độ lạnh dẫn đến vỡ nguồn nước chính và các vấn đề tại các trạm bơm. Sân bay quốc tế Memphis đã buộc phải hủy tất cả các chuyến bay chở khách đến và đi hôm thứ Sáu do vấn đề áp suất nước. Trước khi thời tiết lạnh giá di chuyển từ Texas, thành phố Del Rio dọc theo biên giới Mỹ-Mexico đã có tuyết dày gần 10 inch vào thứ Năm, vượt qua kỷ lục tuyết rơi trong một ngày của thành phố. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã gọi điện cho thống đốc Abbott vào tối thứ Năm và đề nghị hỗ trợ thêm từ chính phủ liên bang cho các cơ quan tiểu bang và địa phương. Và mọi người ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình. Và nếu thích video của mình hãy cho mình một like, nhấn nút đăng ký và đừng quên chia sẻ bạn bè và người thân của mọi người. Mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại với những video kỳ tới nha mọi người. Bye bye!